bộ trang phục chiến thần Lạc Việt được lấy cảm hứng từ hình ảnh đặc trưng của Việt Nam thuở sơ khai, nước Văn Lang là chiên lạc trống đồng. Trang phục được thiết kế theo dạng áo giáp chiến binh cùng với đôi cánh tượng trưng cho khát vọng vươn lên, tạo thành hình chữ V đại diện cho Việt Nam và Vina Woman. Qua đó, bộ trang phục muốn thể hiện tinh thần của một nữ chiến binh kiên cường, bản lĩnh và luôn tự hào hô vang tên gọi quê hương, tự hào khẳng định I am a Vina Woman. Bộ trang phục chiến thần Lạc Việt đến từ nhà thiết kế Lương Đức Minh và được trình diễn bởi thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Châu.